Điện máy chợ lớn xin chào mọi người nha. Đây là chiếc TV Sony nha mọi người, 65 inch nha. Model của máy là 65X80G nha. Thì đây là dòng TV 4K nha, chạy hệ điều hành Android, có điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt luôn nha mọi người. Model X80G này thì hiện tại bên mình còn là 3 model nha, là 43, 55 và 65 nha. Thì giá bán hiện tại rất là tốt nha. Model này là ra mắt năm 2021 nha mọi người. Còn thời hạn sản xuất máy á, thì khi nào mà mọi người mua á, thì có thể xem trên máy nha. Có thể là sản xuất cuối năm 2021 hoặc là đầu năm 2022 này nha mọi người. Tại vì mẫu này hiện tại vẫn còn đang kinh doanh nha, chưa có bỏ mẫu. Nhưng mà giá bán hiện tại của mẫu này cũng khá là tốt nha. Thì bà con cô bác muốn biết giá bán như thế nào thì vui lòng điện thoại trực tiếp cho mình nha, 0949 540 161 nha mọi người. Thì bên điện máy chợ lớn của bên mình đó, có thể giao hàng tất cả các khu vực mà có chi nhánh của điện máy chợ lớn thì bên mình sẽ giao hàng được hết nha mọi người. Giao hàng miễn phí luôn nha. Giao hàng tới nhà lắp đặt kiểm tra TV rồi mình mới thu tiền nha. Thì số điện thoại của mình là 0949 540 161 nha mọi người. Cái model mình đang quay cho mọi người xem là 65 inch nha. Thì trong năm nay có diễn ra là SEA Games và World Cup nha. Bà con cô bác tranh thủ mua những cái dòng TV lớn này để về xem bóng đá cho nó đẹp nha mọi người. Thì hiện tại bên Sony đã ra mẫu 2022 rồi. Thì cái mẫu 2022 có nhiều cải tiến hơn, hình ảnh và chất lượng âm thanh còn tốt hơn nữa. Và hiện tại thì mình đang cho mọi người xem cái mẫu 65 inch nha. Mẫu này là mẫu 2021 ạ. Giá bán hiện tại của mẫu này cũng khá là tốt nha mọi người. Thì mọi người muốn biết chính xác như thế nào thì liên hệ với mình nha. Và cảm ơn mọi người đã xem kênh của mình ạ.